vì ngu si trì độn. Đó chính là phải dùng phương pháp niệm Phật, dạy họ niệm liên tục. Chỉ cần họ niệm tốt câu A-di-đà Phật này, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy tịnh niệm tương tục. Như thế nào gọi là tịnh? Là không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh. Tương tục tức là câu này nối tiếp câu kia, và cứ như vậy mà niệm. Mỗi ngày nếu có công việc, quý vị cứ làm công việc bình thường. Công việc làm xong liền niệm Phật, danh hiệu Phật cứ luôn niệm như vậy. Đây gọi là tương tục. Hoặc là công việc này không cần suy nghĩ, thì có thể vừa làm việc vừa niệm Phật. Còn nếu phải suy nghĩ thì dừng việc niệm Phật lại, chuyên tâm làm việc. Sau khi làm xong công việc lại tiếp tục niệm danh hiệu Phật. Đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Ấn Quang Đại Sư truyền phương pháp là nhằm vào con người hiện đại chúng ta. Ngài xuất hiện trong thời hiện đại và dạy phương pháp này cho chúng ta vô cùng hiệu quả. Phương pháp này có thể giúp chúng ta đoạn trừ vọng niệm. Đây là mục tiêu niệm Phật thứ nhất. Vì sao phải niệm Phật? Vì để đoạn trừ vọng niệm. Nếu không niệm Phật liền sinh khởi vọng niệm, nghĩ đến những điều không thiết thực, dùng câu niệm Phật này để thay thế tất cả các vọng niệm. Đạo lý niệm Phật chính là ở đây. Đây là đạo lý thứ nhất. Chúng ta nói niệm Phật tương ưng với Phật A-di-đà có thể vãng sanh, điều đó còn quá xa vời. Trong niệm Phật bị xen tạp thì không thể vãng sanh, mà còn bị phá hoại hết công phu niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh nhất định phải tịnh niệm tương tục. Hiện nay chúng ta đã tịnh hay chưa? Có niệm nhưng không tịnh, tâm không thanh tịnh, như vậy sao có thể vãng sanh? Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thấu triệt ba thứ, có thể đoạn tận được vọng niệm, chính là niệm một cách rõ ràng, miệng niệm rõ ràng. Không thể niệm nhanh nên niệm từ từ, không nên dùng chuỗi nên dùng tâm để nhớ. Ghi nhớ chỉ nhớ từ 1 đến 10. Phải biết câu niệm Phật này là câu thứ mấy trong 10 câu. Phải rõ ràng, niệm phải rõ ràng, và tai nghe cũng phải rõ ràng, nghe âm thanh mình niệm, nghe và nhớ rõ. Niệm đến 10, sau đó lại niệm từ 1 đến 10, vĩnh viễn từ 1 đến 10. Không nên niệm 11, 12, 20, 30, không nên niệm như vậy. Chính là từ 1 đến 10, dùng tâm để nhớ, rõ ràng, minh bạch. Phương pháp này rất hay. Hồ Tiểu Lâm niệm 4 tháng đến nói với tôi phương pháp này vô cùng lợi ích. Trước đây niệm Phật tâm không thanh tịnh, nhưng 4 tháng này tâm thanh tịnh đã hiện tiền. Cho nên ông ta ở đây báo cáo và chia sẻ với mọi người về niệm Phật tâm đắc của mình. Suốt 4 tiếng cung cấp thêm để mọi người tham khảo. Cứ niệm từ từ như vậy,
tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh một thời gian sẽ được định. Định này gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội rồi, cứ như vậy tiếp tục, đừng gián đoạn. Niệm liên tục như vậy, tôi tin rằng 2-3 năm sẽ được khai ngộ. Mặc dù không thể đại triệt đại ngộ, nhưng đại ngộ là nhất định có. Không thể triệt ngộ, nhưng đại ngộ là nhất định có. Chỉ cần chúng ta kiên trì, tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không đãi đãi. Quyết định không thay đổi phương pháp. Cứ như vậy 10 năm, 20 năm đại triệt đại ngộ là điều có thể. Đại triệt đại ngộ vãng sanh, liền sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, không phải cõi đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện. Nếu đạt được tam muội, được niệm Phật tam muội, đại ngộ, thường sanh vào cõi phương tiện hữu dư, không ở cõi đồng cư. Điều này và ở thế gian này chúng ta có thể nắm bắt được, tức là vãng sanh, nâng cao phẩm vị của chính mình. Hữu tịnh tu tiệp yếu, tán niệm Phật pháp môn vân. Tịnh tu tiệp yếu là trước tác của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tác phẩm này rất hay. Tịnh tu tiệp yếu là đường tắt. Trong này nói lục tự thống nhiếp vạn pháp, nhất môn tức thị phổ môn, toàn sự tức lý, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu đại tánh. Chúng ta nói về mấy câu này trước. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này thống lĩnh vạn pháp. Không những là tất cả pháp mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Đều quy nạp trong sáu chữ này. Mà tất cả pháp của vô lượng chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời nói cũng không thể vượt ra ngoài sáu chữ này. Sáu chữ này là gì? Là tổng cương lĩnh của tất cả Phật pháp. Nắm bắt sáu chữ này tức là nắm vững được tất cả Phật pháp. Bí mật này không ai biết được. Thế nên rất nhiều người còn muốn học cái này, học cái kia. Nếu họ thật sự biết, họ sẽ vứt bỏ tất cả, chỉ nắm giữ sáu chữ này. Hoa Nghiêm không ra khỏi sáu chữ này, Pháp Hoa cũng không vượt ra khỏi sáu chữ này, Phương Đẳng, Bát Nhã, tất cả đều không ra ngoài sáu chữ này. Sáu chữ này rốt cuộc có nghĩa gì? Sáu chữ này có thể phiên dịch, không phải không thể phiên dịch. Pháp sư phiên dịch kinh vẫn dùng âm tiếng Phạn,
gọi là tôn trọng không dịch. Không phải không thể phiên dịch, mà vì tôn trọng nó, giữ lại nguyên âm của nó, chỉ giải thích ý của nó. Nam mô có nghĩa là quy y, quy mạng. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Đọc theo ý chữ Hán chúng ta sẽ dễ hiểu. Quy mạng vô lượng giác. Danh từ này quý vị hoàn toàn có thể lý giải. Thống lĩnh vạn pháp, vô lượng giác. Mỗi vị Phật đều là vô lượng giác, mỗi pháp môn đều là vô lượng giác, mỗi chúng sanh đều là vô lượng giác, mỗi sự vật cũng là vô lượng giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất. Lời này không sai chút nào. Ở trước chúng ta từng nói, chư vị tổ sư thời đại Tùy Đường họ cùng nghiên cứu tất cả các kinh mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Bộ kinh nào là đệ nhất? Nghiên cứu đến cuối cùng thì Phật A-di-đà là đệ nhất, chính là danh hiệu này của Phật A-di-đà, đệ nhất. Chư vị tổ sư thời Tùy Đường đưa ra kết luận chứng minh. Chứng minh sáu chữ này thống nhiếp vạn pháp là thật, không phải giả. Sáu chữ này mặc dù thống lý vạn pháp, pháp môn này tức là phổ môn. Phổ môn là gì? 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, một môn chính là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn chính là một môn. Vì sao vậy? Vì một môn có thể kiến tánh. Chỉ cần kiến tánh, vô lượng pháp môn đều xuất phát từ tự tánh. Chúng ta đã tìm ra nguồn gốc phát xuất từ tự tánh, nên các môn đều thông.